Chào mừng các bạn đến với kênh sáng tạo chúng com. Hôm nay chúng ta dùng tiếp cái động cơ của máy cắt cỏ các bạn nhé, động cơ xăng này, hoặc là cái động cơ cái máy cưa xích này cũng được. Có lẽ mình sẽ dùng tiếp cái này, nó có cái đầu trục ở đây rồi, đỡ phải mót lại. Mình dùng thêm những cái ống nước này, đây là ống phi 90 này, cái cút thu 90 về 34. Tiếp theo các bạn dùng miếng sắt này, đây là sắt 1,5 ly này, chúng ta dùng nó để làm cái guồng bơm các bạn nhé. Cái lòng này là 90 này, chúng ta sẽ vẽ, các bạn sẽ cần khoảng 80 thôi là được, 80 thôi các bạn nhé. Các bạn dùng tiếp cái trục 10 này, cái đường kính của nó là 10 mm. Thêm cái bạc này, đây, nó vừa cái bạc này các bạn nhé, 10 mm luôn này. Một vòng bi nữa. Cái vòng bi 10 mm luôn này, nó cũng vừa cái trục này. Cái này là mũi 8 các bạn này, chúng ta khoan lỗ 8 ở chỗ này. Cái đoạn cắt sắt này bụi bẩn quá các bạn không muốn nói. Bây giờ đi hàn thôi các bạn nhé, dùng các bạn có thể dùng hàn thiết cũng được, cái hàn cực kỳ khỏe mới hàn được cái này. Nên mình có hàn sắt nhé, mình sẽ đi dùng hàn sắt, mấy hàn tích ấy, để chúng ta hàn vào. Các bạn cắt chỗ này luôn, chúng ta hàn vào đây như thế nào.
các bạn hàn cho nó sơn vào như vậy nhé. Mình cả năm mới hàn sắt một lần, hàn nó nham nhở các bạn. Được, nó vẫn cứng cáp là được. Mình sẽ khoan lỗ, gắn vào trong này. Các bạn dùng một cái ống nhựa này để nối cái vòi nước, cái bơm đấy. Chúng ta gắn vào đây. Chỗ này. Để làm vòi nước ra này. Nước nó sẽ cuốn theo thế này, bắn ra ngoài. Các bạn chỉ dùng keo 502 cố định tạm thời đấy các bạn nhé. Bây giờ tôi dùng keo AB này. Cái keo này thì nó dính chết luôn. Các bạn trộn tỷ lệ 50-50. Các bạn sẽ cắt hẳn cái này luôn đi nhé. Hết cái đầu này luôn. Cắt thêm chỗ này nữa các bạn này. Cả số này nữa. Đấy, tại vì cái đầu này là đầu 34 này. Chúng ta nhét ống 27 vào nó vừa luôn. Sau đó chúng ta nhét cái ống này vào đây. Nối tiếp một cái miếng cái này như vậy các bạn. Cái này là bỏ này. Để chúng ta có thể thích xoay hướng nào thì xoay. Các bạn sẽ gắn cái bi này vào đây. Trong này. Đây, nó vừa trong này các bạn. Đấy. Sau đó chúng ta gắn cái này vào chỗ này. Cái này các bạn không cần chống nước mới đâu. Cho nước ra ngoài này tí cũng được. Chả ảnh hưởng gì cả.
các bạn làm kín nó vào như vậy, khi nó thổi đầu này này, bịt cái đầu này mà nó vẫn kín thì mình sẽ thổi thử này, đó là các bạn bịt vào đây nhé này. Đấy, kín lắm các bạn, nó không hở một tí nào là được. Các bạn thử bằng khoan này, nếu mà thấy nó trơn là được, nó không bị lắc cái gì nhé. Như vậy là cái đầu bơm này ngon đó các bạn. Chúng ta có thể dùng cái đầu này với cái motor 24V cũng được. Nhưng mà dùng với cái máy cắt cỏ này thì sẽ tiện dụng hơn. Không phải dùng mà nó lại khỏe hơn nhiều nữa. Tiếp theo các bạn dùng miếng gỗ này. Chúng ta gắn cái máy lên đây. Chỗ này gắn cái đầu bơm này các bạn. Nó thấp hơn này nhé. Chúng ta đệm một miếng gỗ vào. Các bạn dùng tiếp những cái siết ống nước này nhé. Nó gọi là giữ ống nước trên tường. Mình không biết tên chính xác của nó. Mình hay gọi là cái siết ống. Cứ ra mua người ta có bán cho. Bây giờ mình dùng sơn đen này, nó sơn cái đế này vào các bạn nhé. Các bạn sơn xong như vậy, bây giờ chúng ta gắn vào thôi. Này, cái máy rất khó thì chỗ này. Bơm này ở đây. Các bạn dùng cái ống này nhé, ống dây dù này, chúng ta nối cái trục kia lại để khi nếu mà nó có bị lắc thì nó không ảnh hưởng đấy, coi như là phần truyền động đấy các bạn. Các bạn dùng tiếp hai cái siết này. Rồi, tí để ngược một cái trên cái dưới này cho nó cân các bạn nhé. Như vậy là xong rồi. Cuối cùng chúng ta gắn bình xăng vào đây thôi. Các bạn gắn vào chỗ nào mà dễ dùng là được. Như vậy xong rồi các bạn ạ. Các bạn làm cái đế này nhé. Đây. Dưới này các bạn làm thêm 4 cái đế cao su này vào đây để cho nó đỡ rung. Phần đầu này các bạn nhớ để như thế này, chúng ta có thể quay được các hướng này, thích muốn hút hướng nào cũng được. Còn trên đầu này các bạn thích cắm vòi nào cũng được rồi. Các bạn dùng tiếp một cái đai này nhé, cái đai siết này, chúng ta cắt ra đây, kẹp vào hai chỗ này. Đây các bạn này, đấy làm cái hai cái gờ bóp hai bên này vào để khi nó chạy nó rung, nó không bị tụt hai cái này bung ra ngoài được. Đây, kẹp vào hai chỗ này. Rồi, bây giờ mình sẽ đi thử nhé.